Bệnh viện quá tải, Mỹ dùng máy bay chuyển bệnh nhân COVID-19 đi cả ngàn km để chữa trị. Nhiều bệnh viện quá tải ở Mỹ đang dùng máy bay, trực thăng và xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân COVID-19 nặng đến các bệnh viện còn giường chống cách đó hàng trăm km, thậm chí cả ngàn km để điều trị. Sự gia tăng số ca mắc biến thể Delta lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ cùng tỷ lệ phủ vaccine thấp đang làm quá tải bệnh viện ở nhiều bang và các bác sĩ đang phải tìm kiếm từng giường chống cho bệnh nhân. Vấn đề là các bệnh viện lớn ở thành thị đã hết chỗ và đang phải điều trị cho các bệnh nhân khác ngoài COVID-19, trong đó có bệnh nhân ung thư. Tức là họ cũng không còn nhiều giường trống để tiếp nhận bệnh nhân từ các bệnh viện ở nông thôn hay các trung tâm y tế ở các điểm nóng dịch bệnh. Theo hãng tin app, tính đến tuần trước, tuy vẫn thấp hơn so với kỷ lục hồi mùa đông năm 2020, nhưng bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang phải điều trị hơn 75.000 bệnh nhân COVID-19, tăng mạnh so với vài tuần trước. Bang Florida, Arkansas, Oregon, Hawaii. Louisiana và Mississippi đều đang lập kỷ lục về số ca nhập viện trong những tuần gần đây. Không giống đợt bùng dịch vào mùa đông năm ngoái, các bệnh viện ở Mỹ đã chật kín trong hè do các phòng cấp cứu còn điều trị cho cả bệnh nhân ngoài COVID-19. Chúng tôi phải tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 trong khi phải điều trị cho các trường hợp tai nạn giao thông, trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng theo mùa và nhiều ca bệnh bình thường khác. Điều này gây khủng hoảng, bác sĩ Mark Rosenberg, Chủ tịch Hội cấp cứu Mỹ, cho biết, tại bang Arizona, một đường dây nóng đặc biệt đang tiếp nhận các cuộc gọi tuyệt vọng tìm giường bệnh từ các bệnh viện ở bang Wyoming, Arkansas, Texas và California. "Chúng tôi không thể chuyển họ đi", bác sĩ Dennis Shelby, giám đốc trung tâm y tế Wilson ở Neodesha, bang Kansas cho biết. "Trung tâm y tế Wilson chỉ có 15 giường bệnh. Mới nhất, nhân viên trung tâm Wilson đã phải gọi điện cho hơn 40 cơ sở y tế khác ở các bang để tìm giường cho một bệnh nhân COVID-19." Cuối cùng, sau hơn một ngày liên lạc, họ đã tìm được giường bệnh cách trung tâm y tế Winston hơn 354 km. Trong khi đó, tại bang Kansas, các bệnh nhân COVID-19 nặng tại các bệnh viện vùng nông thôn đang phải chờ trung bình 10 giờ trước khi được chuyển đến bệnh viện ở các bang khác như Wisconsin, Illinois, Colorado và Texas. Bác sĩ Richard Watson của bang Kansas cho biết chuyển viện chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, đặc biệt những người cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám. Thông thường các bệnh viện lớn mới có bác sĩ chuyên khoa. Tại bang Washington, Bệnh viện Prosser Memories chỉ có 25 giường bệnh và không có phòng săn sóc đặc biệt nên thường phải chuyển bệnh nhân nặng tới các bệnh viện khác trong bang hoặc sang bang khác. Bà Sanon Hitchcock, phát thôn viên bệnh viện Prosser memory cho biết các bệnh viện ở bang Washington đã đầy bệnh nhân nên bệnh viện phải chuyển nhiều bệnh nhân qua bang Idaho cách đó hơn 965 km. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.